Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu bộ phim Hàn Quốc lần đầu tiên dưới tại Việt Nam, Bi Hận Tình Thù, Tình Yêu và Hạnh Phúc, Mất Mát và Đau Khổ. Người đàn ông vì tham vọng và không từ thủ đoạn, liệu người vợ, người mẹ sẽ hành động và ứng phó như thế nào? Hãy đón xem chương trình Hà Nội 1 vào lúc 12 giờ hàng ngày. Và thú vị hơn nữa, khi xem phim, khán giả sẽ được tham gia chương trình xem phim trúng vàng, rộng ràng, đón xuân với cơ hội giành nhiều giải thưởng hấp dẫn. Trả lời câu hỏi mỗi tuần bằng cách nhắn tin từ 12 giờ đến 13 giờ hàng ngày đến tổng đài 8077 theo cú pháp H1 vàng trắng X vàng trắng Y vàng trắng Z. Trong đó, H1 là mã nhảy chương trình, X là đáp án câu hỏi chính, Y là câu hỏi phụ cho giải tuần, Z là câu hỏi phụ cho giải chung cuộc. Mỗi thuê bao được nhắn tối đa 3 tin nhắn mỗi ngày. Giải thưởng bao gồm 8 giải tuần, mỗi giải một máy ảnh Sony DSC-V800 dành cho những tin nhắn trả lời đúng nhất câu X và Y. 2 giải chung cuộc, giải nhất 5 chỉ vàng SCC 4 số 9, giải nhì 3 chỉ vàng SCC 4 số 9 dành cho những tin nhắn trả lời đúng nhất câu Z. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website www.hanoitv.vn. Chương trình bắt đầu từ 12 tháng 12 năm 2014 đến ngày 5 tháng 2 năm 2015. Tham gia càng nhiều, cơ hội càng lớn.